Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cụm liền điều luôn nha mình nha. Này, cây form này rất chi là đều luôn nha. Tất cả cái thân này lớn nhỏ rất là đều luôn. Liền cốt hết nha mình. Đây, cây đang thay lọc nha. Đang thay lọc xanh tươi luôn. Cây này có mã số là 381. Có tổng hoành là 130 nha. Cao là 90 đến đầu thân chính nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2 triệu rưỡi bao ship nha. Một cụm bằng lăng hoa tím đá nhỏ nha mình. Cụm này về mình lên cái chậu giam nó là tuyệt vời luôn nha. Mấy cái cụm này nó nhanh cho hoa lắm nha mình. Nó đạt chi cành già hết rồi. Nó sẽ nhanh cho hoa lắm. Nhà mình xem tham khảo nha. Mấy cụm này mình trồng dưới đất nữa nó phát càng nhanh nữa nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Rồi mã số 381 giao lưu nhanh với nhà mình là 2 triệu rưỡi bao ship nha. Cụm này liền điều luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên mới về nhà mình nha. Cây rất chi là VIP luôn. Nhìn nước chảy lũ thép này. Lũ thép âm thân này nhưng mà rất là đã, rất là tuyệt vời luôn nha. Cây này quá đỉnh rồi. Cây này lùng lực nha. Cây này có mã số là 382. Có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Đây là 120. Cây cao tính từ mặt chậu nha, lên tới đầu thân chính là 50. Cây đang nằm cái chậu nuôi nhựa lọt lòng là 55 x 35 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 3 triệu bao ship nha. Đây, phôi mới về form thiên nhiên, cây này quá đỉnh nha mình. Quá VIP luôn. Giờ sang phôi cái hàng như thế này rất chi là hiếm, là một vấn đề luôn. Đây. Cây rất là già. Già cây này, nhìn rất là lão luôn. Nước chảy của cái lũ này. Móc đậu. Quá tuyệt vời luôn nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 382 giao lưu nhanh với nhà mình là 3 triệu bao ship nhà mình nha. Phôi mới về bao sống nhà mình luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên mới về nhà mình nha. Đây là một cốt nha, lùng lực nha mình. Mặt tiền này lũ quá nha mình nha. Phôi mới về nha. Cây rất chi là già luôn. Cây này có mã số là 383. Có số đo tổng hoành gốc là 85. Cây cao là 45. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 47 x 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu rưỡi bao ship không chậu nhà mình nha. Một cây cẩm thị kim cương đen phôi mới về nha. Đây, có mấy cái tay tay nó đánh ra đó trước này. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn luôn nha mình. Cây rất là già luôn nha. Cây này nhỏ mà có vỏ nha. Cây này rất là tương lai. Dạ cây. Nhà mình xem tham khảo ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 383 giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu rưỡi bao ship không chậu nha. Cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi mới về nhà mình nha. Cẩm thị. Đây. Cây này một cốt lùng lực nha mình. Đây. Lũ này. Lũ nó chảy nó móc tới đây luôn nha. Cây dài dài, rất là già luôn. Cây này có mã số là 384. Có số đo hoành gốc là 60. Cây cao là 45 nha. Cây đang nằm chậu miền xanh là 38 x 25. Cây rất là già luôn. Cây này giao lưu nhanh với nhà mình là 750 bao ship không chậu nha. Một cây cẩm thị phôi mới về, một cốt lùng lực nha mình. Cây rất chi là già luôn. Đây. Cái này có cái hốc lũa này nha. Lũa nha. Cây này về mình muốn cho nó lực nữa rồi mình tiện tới đây luôn nha. Rất là lực luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý cây nào có việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Cẩm thị kim cương đen. Rồi mã số 384 giao lưu nhanh với nhà mình là 750 bao ship không chậu nha. Cây form rất chi là ok luôn. Nhỏ mà có vỏ nha mình.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bồ đề trắng nha mình nha, form thiên nhiên. Đây, cây này nhà vườn vô dây định hình cho nó nha. Cây rất chi là già luôn nha mình. Già cây nha. Vàng rễ rồi nó đu nè. Rất là già luôn. Cây này có mã số là 385. Có số đo hoàn gốc là 100, cây cao là 70 nha. 70 tới đây. Cây đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 65 x 48 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1,8 triệu bao ship không chậu nha. Cho một cây bồ đề trắng nha mình. Đây, form cây nhìn rất là lão luôn. Rất là cổ luôn nha mình nha. Cận cảnh nha mình xem này. Cây rất là lão luôn. Nhìn rất cổ xưa nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo ưng ý cứ việc inbox nhà vườn ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 385. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,8 triệu bao ship không chậu nha. Cho một cây bồ đề trắng nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hồi tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này một cốt nè mình. Cây rất là già luôn. Thân lên nu sần này. Lão cây nha. Cây này có mã số là 386. Có hoành là 34, cao là 76. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship nha. Một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây rất chi là già luôn nha. Nhà mình xem tham khảo ưng ý cái nào thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Rồi mã số 386, giao lưu nhanh với nhà mình là 500k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Cây form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt của nhà mình. Cây này chung một cốt nha mình nha. Cây này có mã số là 387. Có hoành là 40 nha, cao là 83. Cây đang nằm bọt nuôi là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây này hai thân lớn chung cốt nha. Nhà mình xem tham khảo ưng ý cây nào có việc ai bắt nhà vườn ủng hộ luôn. Cây này về mình lên cái chậu cho nó là ok nha. Rồi mã số 387, giao lưu nhanh với nhà mình là 500k bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này cũng rừng liền cốt nha. Phong thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Cây rất chi là sung luôn nha. Lọc non nè, đang ra nè. Cây này cụm liền cốt nha. Cây này có mã số là 388. Có số đo tổng hoành gốc là 75. Cao là 68 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 750 bao ship nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Ưng ý cây nào cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Rồi mã số 388, giao lưu nhanh với nhà mình là 750 bao ship nha. Cẩm thị, cái này về mình lên cái chậu trong nó là ok nha. Cái này cụm rừng liền cốt à, liền điều luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây gan vàng lá tròn form thiên nhiên. Đây, cái đầu này lũ thép nha mình. Lũ thép nha, đầu này khô lũ. Cái này về mình sử dụng máy mình làm lũ rất là ok nha. Đây, cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 389. Có số đo tổng hoành gốc là 40. Cây cao là 65. 65 tới cái đầu này nha. Cây đang nằm cái bầu nuôi là 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship nha. Một cây gan vàng. Rồi.
là mình xem tham khảo nha. Ưng ý cái nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đây này sức sống rất chi là mãnh liệt luôn nha mình. Mạch sống này. Nói chung là cái dòng này mình chịu khó mình làm lũa ra cây rất là chi là đẹp nha. Mấy chỗ này mình làm lũa lại rất là ok luôn. Rồi mã số 389, giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nha. Một cây găng vàng lá tròn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây dấu bò form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Cây này liền cốt nha. Này, cầm liền cốt. Cây này có mã số là 390, có số đo tổng hoành gốc là 70, cao là 55. Cây có chiều ngang cái tán là 90 nha, cây đang nằm bầu đất rinh là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 800k bao ship nha. Một cây dấu bò nha mình. Cây này vừa chơi bonsai, vừa ăn được cái trái của nó nha. Trái nó rất chi là thơm và ngon luôn. Rồi xem một dòng nhà mình xem tham khảo nha. Dấu bò nha mình. Form chi tàn này. Rất là ok nha. Cây này về mình lên cái chậu giao nó nữa. Đủ chất, đủ độ của nó là nó ra trái là thưởng thức luôn. Này, cái này lũa cho mình nha. Rồi mã số 390, giao lưu nhanh với nhà mình là 800k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.